Chào thầy và các bạn, và chào anh Hải. Hôm nay em sẽ viết về bài tập 5, mà cái yêu cầu đề bài của bài tập 5 ấy là về điều khiển trong 8 lớp 8 lớp 7 đoạn đếm theo yêu cầu. Với trong 8 lớp đó thì lớp 1 2 đếm từ 0 đến 15 và mỗi lần nó tăng một giá trị. Còn lớp 7 8 là lớp 2 lớp cuối đếm xuống từ số 26 xuống 0 và mỗi lần giảm hai giá trị. Còn các lớp còn lại như là lớp 3 4 5 6 thì hiển thị dấu gạch ngang, và chú ý là điểm nhóm lên và điểm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại với nhau theo một chu kỳ. Và sau đây đầu tiên, theo cái đề bài thì em sẽ viết chương trình, em sẽ viết chương trình và tạo viết chương trình trước, vẽ chương trình. Đầu tiên như bình thường mình đã lấy thì mình dùng lấy cái mấy tất cả các thiết bị cái vị ở đây mình bằng cách dùng các bảy tìm cái 8 lát 7 đoạn từ mình đã gõ, chỉ cần gõ bảy xác xong rồi bảy xác minh á, trong bảy xác minh là mình tìm đây trong 8 digit là tùng casio anode nè, và blue là mình chọn ha, rồi ok đã sẽ ra được cái này. Và như cái bài trước, bài này nó cũng sẽ như bài trước là chúng ta sẽ phải kết nối cao lát 7 đoạn 8 lẻ 7 đoạn này vào chân anh nói chung này vào chân D, vọt D và vọt C. D và vọt C. Và cũng như bài trước thôi. Và đây là mình sẽ tạo một cái nút reset. Nút reset vào chân thứ nhất, chân em clear. Và một cái crystal. Crystal để cho tạo cho cái delay trễ của nó. Thì mình sẽ bắt đầu nối. À, trước khi đó là em ở đây em đã lấy một cái con gọi là cái điện trở 8 chân. Điện trở 8 chân, điện trở 16 chân, tại gồm 8 điện trở khác nhau. Rồi đây, điện trở G. Mình nối từng chân vào. Ok. Ở đây thì để mình làm dùng phương pháp quét thì mình phải có cái transistor PNP. Thì ở đây ngoài trường transistor PNP em sẽ dùng các cổng NOT để thay thế cho nó. Mình copy ra, block copy. Ra khoảng 4 cái. Rồi copy tiếp. Trước khi đó cái gì cho nó đẹp. Copy thêm vài block, copy lại thêm nữa được 8 cái, và mỗi đó mình cho mình nối vào chân D, cổng D. Đấy, chắc là đó. Mình có thể dùng cái transistor PNP để mình ra này, nhưng mà dùng cổng NOT cho trong mô phỏng cho nó nhanh hơn. Vậy là mình đã xong được cái mạch nguyên lý theo yêu cầu của đề bài. Để bắt đầu em sẽ coi cái lưu đồ. Em đã vẽ sẵn một lưu đồ, tới một lưu đồ, em đã vẽ sẵn một lưu đồ để thể hiện chương trình. Và ta đang sẽ trình bày nó. Và lúc đầu mình sẽ begin, nó bắt đầu, và chúng ta sẽ khai báo cái thư viện và cái cấu hình chân. Ở đây, khai báo cấu hình chân. Để em buồn, em sẽ mở đây, file của em ở đây. Xóa. Open là chỗ file bài nào. Close. Đây khai báo thư viện 16887 rồi Fuse này. Là mình khai báo thư viện và có hình các chân. Ở đây mình sẽ hiển thị, ở đây mình sẽ cho em sẽ tạo hai cái biến là biến đếm 1 và biến đếm 2. Biến đếm 1 nó cho nó bằng 0, đếm 2 là 26. Biến đếm 1 là cho nó hiển thị
mà cái biến mà cái hai led đầu, led 1, led 2 phụ thuộc vào biến 2, là còn đếm 2 là cái biến mà để hai con 78, hai led 78 phụ thuộc vào. Thì đang chạy kiểm tra nó, thì lúc đếm có hai trường hợp là đếm mình sẽ tăng đếm một lần và cho đếm hai hai lần, giảm hai lần, đếm cộng cộng đếm một cộng cộng và đếm hai lần, đếm hai trừ hai. Và khi đúng đếm đếm đi xuống thì đếm, nếu đếm một ít đếm một và trên 15 thì sao, thì đúng thì đếm một nó sẽ quay về không, còn nếu đúng một một trên dưới 15 á là sao, ở dưới 15 thì đếm một sẽ cộng cộng tiếp. À, đếm hai cũng vậy, nếu đếm hai bé hơn không á thì đếm hai sẽ nó quay lại bằng 26, còn nếu đếm hai nó lớn hơn không ấy thì chúng ta sẽ đếm cho đếm hai nó sẽ chạy tiếp là đếm hai bằng đếm trừ hai, đếm hai bằng trừ hai, tất cả chạy mình tất cả tuần hoàn chạy về cái chương trình KT, cái biến cách cái chương trình KT là cuối cùng là em. À, sau đây là chương trình em đã viết. À, đây chương trình em đã khai báo các biến ở thư viện và các mã insight tra như này là để hiện là từ 0 đến 9 của led 7 đoạn, còn này là mã quét của 8 con led, 8 con led khác nhau là em tạo này không ít FF của con led 1, led 2 và không ít FF của led 7, led 8 để tập chạy số, còn cái còn lại là dấu gạch nên em sẽ tạo là không ít BF ở 4 ở đầu. Và em tạo cái biến khác là y quy quét là đếm 1, đếm 2. À, để tạo void, một cái void hiển thị, void khác nhau với một hiển thị, void hiển thị là vùng quét để chạy từ quy mấy này mình đã học với thầy, này em đó là thầy chạy là này là biến quét để nó chạy từ chạy nó quét của DC từng nó giữ ảnh lại để nó hiển thị ra. Và đây là phiên trình chính, phiên trình quan tâm là cho hai cái setrid, mình setrid hai cái DC nó thành cục XFF và mình cho hai biến là đếm 1 và đếm 2 là bằng 0 và 26. Thì đây là hiển thị dữ liệu hiển thị. Hiển thị thì cái này hàng chục, cái này hàng đơn vị của biến 1 hay của hai đèn 12, còn cái này là hàng chục hàng đơn vị của hai đèn led đó, hai đèn led 3 đoạn của 78. Và đây cho hiển thị chương trình KT thì nhịp kiểm tra, và nếu đếm mà một khi cho đếm một cộng cộng, nếu đếm lớn hơn 15 đếm một bằng không như lưu đồ, và dữ liệu hiển thị của nó bằng không, dữ liệu thi không của nó sẽ bằng 1/10, đếm 1/10 đó là lấy hàng chục. Ở thứ hai thì dữ liệu hiển thị của một của nó bằng lấy phần dư của nó, lấy phần dư của đếm 1 chia cho 10. Và tiếp tục cũng giống như trong lưu đồ thì đếm 2 sẽ bằng đếm 2 trừ 2, và nếu đếm 2 nó bé hơn 0 thì đếm 2 bằng 26. Dữ liệu hiển thị của 6 của lớp 7 lớp 8 nó sẽ lần lượt giống như vậy, nhưng mình đoán đếm 1 đếm 2 theo chạy theo đếm 2 mà cũng hiển thị và chạy quay về kiểm tra. Nó tuần hoàn sẽ quay về kiểm tra. Vậy xong rồi bữa nay chúng ta em sẽ bắt đầu mô phỏng của chương trình đó. À, để bắt đầu mô phỏng em sẽ chỉnh cái giá này chạy cho nó nhanh lên khoảng 60 và có sẵn là bài 5 đây. Khi mô phỏng em sẽ bắt đầu mô phỏng chương trình này. Đó, nó sẽ chạy từ từ tăng lên và giảm dần. 4, 18, 5, 16, 6, 14, 7, 12. Và khi tăng lên thì bên trái tăng lên một cái thì một đơn vị, thì bên phải nó sẽ giảm xuống hai đơn vị. Đó, cứ liên tục vậy thôi. Và khi mình reset thì nó sẽ quay lại khu ban đầu và bắt đầu chạy tiếp. Đó, và là xong. Cảm ơn anh trợ giảng đã lắng nghe, đã xem hết video của em. Còn... À, cái điều trình nói là...